Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau review truyện tranh nhá. Và đây là một video về review truyện tranh mà mình mua ở Fahasa. Nhưng có một sự khác biệt đối với những cái video clip lần trước. Trước khi đi vào bài đánh giá chi tiết thì hôm nay mình muốn chia sẻ về cái cách mà mình đã dùng để mua những cái đơn hàng Fahasa này. Thì đó, như mọi lần thì các bạn có thể thấy là mình order online và shipper sẽ ship cho mình một cái hộp. Thì đó là cách mà mình vẫn thường mua truyện tranh trước kia, đó là mua online. Nhưng ngày hôm nay thì mình có ra tận nơi, tức là tận nhà sách Fahasa, và mua những cái đơn truyện tranh như này và được gói vào những cái túi ni lông như này. Và hiện tại là có khoảng 5 đến 6 túi như này cơ. Vì sao lại như thế? Bởi vì ấy, mình sử dụng mã voucher của ZaloPay. ZaloPay các bạn nhé. Hiện tại thì ZaloPay đang có chương trình, một cái event mà có thể giúp cho chúng ta kiếm được những cái voucher giảm giá. Ngoài ra thì ở ngay chính cái quầy thu ngân của Fahasa ấy, thì họ cũng bố trí một cái gọi là một cái barcode để cho các bạn có thể scan và lấy được cái mã giảm giá của họ. Thì chi tiết về cái mã giảm giá ấy, thì nó sẽ là cụ thể là giảm 20k cho đơn từ 40k này, và giảm 30k cho đơn từ 60k. Thì nó cũng khá là tương đương với việc là giảm 50% rồi, đúng không? Giả sử như bạn mua hai quyển truyện hết 40k, thì khi thanh toán 40k đó bạn sẽ được giảm 20k, và đương nhiên là bằng với mức giảm 50% rồi. Quá tuyệt vời đúng không? Đơn hàng đầu tiên gồm hai quyển truyện. Là chuyện gì nhỉ? Mình mua ở trong đấy xong họ cho mình vào một cái túi, xong rồi họ dán luôn cái niêm phong này lại. Thành ra bây giờ khó mở quá. Hay xé ra giờ? Hỏng cái túi mất, trời ơi. Yes. Rồi, nhân vật chính ngày hôm nay, Thanh Gươm Diệt Quỷ. Đó, thì mình có đọc comment trong những cái video clip lần trước mà mình unbox truyện tranh ấy, thì cũng có một vài comment recommend, đề xuất, tức là gợi ý cho mình là mua thử cái bộ Thanh Gươm Diệt Quỷ này xem nó như nào. Thì hôm nay ra hiệu sách sờ cái quyển truyện này, mình thấy ưng quá các bạn ạ. Tại vì cái bìa ấy, mình cảm giác cái bìa này nó kiểu nó in nổi. Đây, sờ ở đây cảm nhận được cái chữ nó in nổi luôn này. Và cái độ mịn nó khác với những cái quyển truyện ngày trước mà mình đã từng mua ấy. Vẫn biết là nó chỉ là bìa gập thôi, cái trang bìa ngoài này thôi, nhưng mà cảm giác cái chất liệu nó cao cấp hơn khá là nhiều. Và cũng chính vì thế nên giá của nó mới là 25k một quyển, đắt hơn Conan là 20 này, Dragon Ball Super là 22 này. Thì quyển này là 25k nha. Sách dành cho lứa tuổi 17 cộng. Tức là người lớn à? À, không biết vì sao á. Tại vì hình như là nội dung của cuốn truyện này cũng khá là máu me, giết quỷ mà. Còn rồi toàn cái kiểu chặt chém, bay đầu, máu me, các thứ. Khá là hay. Mà mình nghe nói là cái chuyện này hình như đã xuất bản, thì không biết là có xuất bản hết chưa, nhưng ý mình là tác giả đã sáng tác hết rồi ấy. Tức là hết bộ rồi, không phải chờ tác giả vẽ từng cháp một, từng tuần một nữa, nó mệt mỏi ấy. Thì cũng chính vì thế nên mình cũng muốn cố gắng thử mua đầy đủ cái bộ này xem nó như nào. Thì ngày hôm nay mình có ở đây tập 1. Câu chuyện nôm na thì mình cũng biết qua một chút. Đó là đại loại là
thanh niên này, Tanjiro chẳng hạn, đúng không nhỉ? Ừ, Tanjiro thì là một cậu bé sống với gia đình và rất nhiều anh chị em thì đấy. Thì một hôm đi làm, đi lấy củi về nhà thì tự nhiên thấy cả nhà mình bị giết sạch, không biết ai là người đã ra tay. Sau đó cô em gái của mình thì tự nhiên bị biến thành quỷ. Thế là bắt đầu cõng em gái trên lưng xong rồi đi phiêu lưu diệt quỷ diệt kiếp đấy. Đấy, nôm na là như vậy. Thì mình cũng chỉ biết được nó qua một vài tập đầu thôi, chứ còn diễn biến sau này như nào thì chắc chắn là phải đọc mới biết rồi. Đây là tập 2 này. Đây, thanh niên này hình như là trùng cuối này, trùng cuối cho đến hiện tại mà mình biết thôi, chứ còn sau này còn trùng nào không thì mình không rõ nha. Bìa truyện rất đẹp luôn đấy, cảm giác như nó rất là nghệ thuật nhá, khác với những cái quyển truyện trước của mình, ví dụ như Dragon Ball ấy gì nhìn nó trẻ con đấy, còn nhìn những cái arc của những cái quyển bìa này cảm giác nó khá là nghệ thuật, ưng phết các bạn ạ. Để đây nhá, tiếp đến túi thứ hai nè. Tiếp theo vẫn thanh gươm diệt quỷ, bìa truyện đẹp không các bạn, đẹp cực kỳ luôn. À, đằng sau mỗi cuốn này nó sẽ có nội dung tóm tắt của cái tập đấy này, hay phết. Tập 3 ha. Tiếp theo là tập 4. Tập 3 này hình như đây là người bạn mới đi cùng thì phải. Thanh niên này tính cách hình như là, theo mình biết là rất là kiểu gì nhỉ, nhút nhát ấy, sợ chết ấy. Nhưng mà kiểu người có hai nhân cách hay sao, lúc cần tự nhiên uỳnh phát, sấm sét chém phát xong con, dã man. Nói chung là bộ truyện này có nhiều nhân vật mà mang nét tính cách nó khá là kiểu nó dị, không ai giống ai luôn ấy. Giống như thanh niên đầu lợn này chẳng hạn này, nhìn trông này thôi nhưng mà dưới lớp mặt nạ này thì lại một cảm một sự bất ngờ luôn á. Tại vì mình biết bộ này khi mình xem anime trước các bạn, trên Netflix chiếu anime của bộ này xem rất đẹp luôn. Nếu anh em nào xem truyện tranh rồi mà chưa xem anime thì có thể xem thử nhá. Còn mình thì xem anime trước mà và biết nó cũng khá hay, cho nên mới bắt đầu mua truyện để sưu tập. Xong tập 4. Với cái đơn hàng này, bình thường như những đơn trước thì mình chỉ mua 2 quyển, sau đó được giảm 20k. Còn với đơn hàng này mình được kèm một cái món nữa, tại vì mình dùng cái code là giảm 30k cho đơn hàng 60k. Đó, cho nên kèm một món đồ chơi nhỏ nhỏ này, 16k Minecraft. Mua chơi vui vẻ chứ cũng chả biết bên trong có gì. Ô, để tạm đây, rảnh sẽ unbox anh em xem nhé. Thanh gươm diệt quỷ tập 5, xuống địa ngục. Không biết đến đây mình đã... Ui, cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái này để làm gì? À, hay là cái lót ly? Chỉ có thể là một cái lót ly thôi. Tập 5. Ui, lịch phát hành nữa à? Lịch phát hành sách tháng 4 năm 2020 ạ. Tức là cái tập truyện này nó ra vào tầm tháng 3 năm 2020 rồi. Tính đến bây giờ gần năm rồi anh em ạ. Vật tập 5 này. Đoạn này đoạn nào nhỉ? À, đoạn đánh con quái nhện. Hình như trên anime mình cũng chỉ mới xem đến đây thôi. Nhận xét một chút về cái chất liệu giấy nhá. Mình cảm thấy là nó chất giấy này nó trắng và nó xịn hơn cái giấy của truyện Conan một chút ấy. Bình thường quyển Conan ấy cái chất giấy nó màu vàng vàng ấy, nhưng mà mình thấy thì màu vàng thì nó cho mình cảm giác là đọc truyện nó đỡ mỏi mắt hơn.
Còn màu trắng thì nó hơi bị chóe một chút. Tập 6. Vậy là 6 quyển và mỗi quyển 25k. Thế thì vị chi là 150k giá gốc cho 6 tập truyện này. Nhưng mà nếu mà dùng cốt và anh em mua khéo thì cùng lắm nó chỉ hết có xem nào, khoảng 70-80k gì thôi. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái giá khá là hời đấy chứ. Tuy nhiên anh em luôn có thể mua truyện cũ bất cứ lúc nào, nhưng mà nếu đối với những quyển truyện mới mà mình có thể mua được với những cái giá như vậy, và khi mà mua truyện mới mình cũng cảm thấy thoải mái, cảm thấy phê hơn chứ, đúng không? Anh em đồng ý không? Rồi, kể cả cái truyện này nó cũng đẹp đến từng cái gáy sách luôn ấy, bởi vì mình cũng khá thích cái màu đen của nó. Đẹp đẹp đẹp, cực kỳ đẹp anh em ạ. Chắc chắn mình sẽ mua hết bộ này, anh em yên tâm. Rồi, để sang đây nhé. Hết thanh gươm diệt quỷ mất rồi anh em ạ, nhưng mà vẫn còn một túi nữa đây. Thế thì đây mới là lý do chính mà mình ra pha xa mua này. Mình chạy ngay ra cái gian hàng truyện và nhặt ngay hai cái quyển này về mua luôn, không chần chừ. Thế thì bên trong có gì? Đầu tiên, Dragon Ball Super tập 11, tập mới nhất mà đã phát hành. Đó anh em thấy nhá, cái bìa này này, nó có một chút bóng bóng này đúng không? Mình so luôn với cái quyển diệt quỷ cho anh em xem nhá. Này nó không hề bóng, mà nó cho mình cảm giác lì ấy. Sờ nó mịn chứ nó không bóng bóng như này. Cái cảm giác bóng này nó hơi rẻ tiền hơn một chút. Anh em soi cái chỗ chữ diệt quỷ này nhá, thấy không? Nó bóng này, chữ ở đây nó in nổi này. Chất đừng hỏi. Nó kiểu như cảm giác như trên xe máy ấy, cái lớp sơn bóng với cái lớp sơn lì ấy. Thì mình luôn lại thích cái lớp sơn lì hơn. Bóng bẩy thì nhiều khi nó cũng đẹp ấy, nhưng mà nó cảm giác nào ấy. Đây, Dragon Ball Super 11 đây. Hôm nọ một bạn đã nhắc mình mua tại vì ra rồi. Thì thực sự thì mình cũng biết là nó cũng ra khá là lâu rồi, nhưng mà thói quen của mình thì trước giờ ấy là thường hay để mà chuyện nó ra khá, gọi là nhiều một chút. Sau đó thì mình mua cái đơn nó nhiều lên ấy, thì ít ra phải 200k trên Tiki thì mới được free ship. Chứ còn mua lẻ tách ra nhiều đơn thì cũng chỉ tốn tiền ship thôi chứ đâu có ăn thua gì đâu. Rồi, xem qua nội dung nào. Thì như ở tập trước là boss mới đang là Moro, cái con dê già gì ấy. Thì chả biết được phần này diễn biến nó đến đâu rồi. Nhưng điều duy nhất mình biết ở đây tức là đây, Goku đang được training với Merus, chứ cũng chưa đánh nhau đâu. Chắc phải sang một tập nữa mới đánh nhau xong á. Rồi, sơ qua vậy nhé. Rồi, tập truyện cuối cùng ở đây. Đây là tập truyện mà mất rất nhiều thời gian mới được xuất bản. Conan bây giờ mình cảm giác như cứ kiểu nửa năm hay là một năm mới ra một tập đấy. À, một thông tin mình cũng chưa kiểm chứng xem có đúng không, thì có một bạn hôm trước có comment cho mình là Conan thì đến tập 100 sẽ là tập cuối. Thì cũng khá là bất ngờ với comment đấy, tại vì hiện tại đến giờ đã là tập 98 rồi. Thì chỉ còn 99 đến 102 tập nữa là hết rồi. Nếu chính xác. Thật với các bạn, mình chả biết diễn biến nó đang đâu rồi luôn đấy. Cái đống Conan mà mình mua từ đợt trước mình đã đọc đâu. Có thể là với những cái nhân vật chính thì đọc thì vẫn biết, chỉ còn những cái nhân vật mà sau đó thêm thắt vào thì đây, ví dụ như đây là ai mình cũng chả biết luôn. Tập này có Hattori à?
cũng chỉ mong đọc cung nan, cũng chỉ mong là những tập nào là, một là dính đến tổ chức áo đen là vui này, cứ đánh nhau cái đã là vui, đấu nhau cái đã là vui. Hai là dính đến trộm cướp, tức là dính đến siêu đại trích kít ấy, thì xem khá là khoái. Chứ còn cứ giết người mà ai cũng thấy nhảm ra mà luôn. Rồi, thì đấy là toàn bộ truyện tranh mà mình mua trong ngày hôm nay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quyển truyện. Và dùng Zalo Pay để mua. Thì đấy là một cách mà theo mình thấy thì nó cũng khá là tiết kiệm. Nếu mà các bạn chưa thử dùng Zalo Pay thì hãy thử sử dụng đi. Biết đâu các bạn lại thấy khoái. Vậy thôi. Các bạn thấy video clip ngày hôm nay thế nào? Các bạn muốn mình mua những chuyện gì trong đợt tiếp theo ngoài những cái bộ mà mình đã mua này ra thì hãy comment cho mình biết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ok, này có bóc không nhỉ? Có bóc không anh em?